Chương trình Phụ nữ ngày nay xin được trở lại với phần 3 và đề tài ngày hôm nay là làm sao chúng ta kiềm chế, giải tỏa và đối phó với những cơn tức giận trong đời. Thưa quý vị, những cái giận đôi khi Xuân Đông thường thấy có những cái giận chính đáng khi mà chúng ta nhìn thấy người lành bị ức hiếp, con cái hư hỏng thì cái lời mình thì mình cũng phải tức giận để mình khuyên dạy và dạy bảo lại con cái, rồi sự an toàn của chúng ta bị người khác tước đoạt, rồi bị mạng sống của người thân bị đe dọa. Và chúng ta có những lúc mà chúng ta thấy có những người bị yếu đuối, bị ức hiếp, mình cũng muốn tức giận. Cái tức giận làm cho chúng ta can đảm và tới giúp cứu vớt và hoặc là sửa đổi lại những cái sai trái, cái bất công, cái áp bức. Hương Thơ có đọc về một cái thánh kinh là Chúa Giê-xu cũng giận chứ. Chúa Giê-xu cũng lật đổ bàn ghế của những kẻ đổi tiền đổi bạc trong đền thờ đó. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải, Hương Thơ có muốn hỏi Xuân Đông là như lúc đầu Xuân Đông nói tức giận cũng là một cái điều tự nhiên phải không? Nhưng mà là một cảm xúc cần thiết. Cần thiết. Thì Xuân Đông nói thêm tại sao nó cần thiết cho chúng ta trong đời sống. Cái quan trọng của mình á là làm sao để có một cái quan hệ với cái sự tức giận một cách nó tích cực. Tại vì tức giận là bình thường và cần thiết ha. Thì làm sao để có một cái quan hệ tích cực với tức giận thì mình phải làm quen với nó. Ví dụ em đầu tiên là mình như em có nói đó là mình làm quen là mình tìm hiểu tại sao mình có sự tức giận đó. Nhưng mà để mình có thể tìm hiểu trước khi mình phải calm xuống đó, mình vấn đề tập thở, mình cho mình đặt tên cho cái tức giận của mình. Nhiều khi tức giận là một chữ thôi nhưng mà cái cảm giác xúc phạm cũng là một cảm giác bị tức giận phải không ạ? Rồi cảm giác bị chà đa, rồi hay là cảm giác bị không an toàn, bị coi thường, tất cả những đó thì mình sẽ tìm hiểu tại sao mình bị tức giận. Và sau khi mình tìm hiểu rồi á thì mình tự mình hỏi mình đó là mình cần làm gì để mình săn sóc cho mình cái lúc đó. Thường thường á là khi mình tức giận cái mình cũng bỏ mình luôn, mình chuẩn bị mình đi ra mình tấn công người khác, thì mình làm điều đó có hại cho họ mà cũng mình cũng không giúp được cho mình. Nhiều khi tức giận quá nói những cái điều mà mình không, thường thường mình không có nói, mình không có nói không, nhưng mà lúc do không suy nghĩ, giống như trước em có nói là cái não trạng của mình khi mà mình tức giận rồi á thì cái nó không tiết chế được ngôn ngữ. Cái phần mà frontal lobe đằng sau cái trán của mình là cái phần điều hành não á, thì không có tiết chế được cái ngôn ngữ của mình ra, mình nói lung tung hết. Sau rồi mình ngồi lại mình nói ồ tại sao nãy mình nói như vậy, mình không có ý để mình tổn thương người ta như vậy. Thì em nghĩ là cái khía cạnh mà mình tìm hiểu là tại sao, rồi mình, cái quan trọng là mình đừng bỏ rơi chính mình sẽ cần hỏi cái lúc mà mình tức giận mình đang cần gì, để làm gì để săn sóc cho cái sức khỏe tinh thần của mình. Lúc đó có thể mình phải cần đi tắm không, mình sẽ cần phải nghe cái gì nó cho nó nhẹ nhàng không, phải làm cái gì không để mà mình dịu xuống, nó nurture cái cơ thể của mình, của mình trước đã. Rồi có nhiều người họ tức giận lên họ đi ngủ cái đã, ngủ xong khỏe rồi tính tiếp, nhưng mà cái đó là một hình thức săn sóc bản thân. Mà chắc ngủ không được đâu nha chị. Có người thì không ngủ được nhưng có người là họ đi ngủ nha, họ không có phản ứng liền, họ đi ngủ. Rồi có những người họ đi ra họ làm cái khác, họ làm một cái gì đó họ thích, rồi họ gọi là ventilation đó là hoặc là họ gọi điện thoại với bạn, họ chia sẻ, họ nói tùm lum tà la hết để cho nó đỡ đi, rồi cái đó là Hương Thơ đó, họ theo sau tôi, cái đó cũng rất là tốt. Thì mét và mình xem là mình đang cần cái gì lúc đó và mình làm cái gì mình đang cần lúc đó, thay vì mình đổ dồn hết năng lượng để mình chống trả với người khác. Trước khi nói thêm về cái phương cách mình giải tỏa những cái cơn nóng giận thì Hương Thơ muốn nói về những cái tác hại. Hồi nãy mình có nói sơ qua các tác hại của chị, cái sự tức giận vừa thể lý và tâm lý phải không? Chị biết là nếu cortisol mà nó tích tụ trên 60% ở trong não thì mình sẽ bị tâm bệnh nha chị ha. Và chị biết như em có nói là adrenaline hay những cái stress hormone nó đổ vào trong máu và để nó tăng cái năng lượng của mình để mình đối phó, thì nó bỏ rơi cái hoạt động của các cái cơ quan khác. Và nếu mà mình bị căng thẳng như vậy, mình tức giận rất là thường xuyên, mình không đi vào cái trạng thái nghỉ ngơi, không đi vào cái trạng thái tĩnh tại, nghĩa là tĩnh và ôn hòa, điềm tĩnh ôn hòa, thì mình vẫn ở trong cái tình trạng là kích hoạt cái năng lượng và những cái bộ phận khác nó bị bỏ rơi và cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó sẽ bị compromised. Rồi hệ thống tiêu hóa cũng rối loạn, tim mạch nghe nó cũng ảnh hưởng đến tim mạch. Đúng vậy, 70% tất cả các bệnh thể lý nó cái nguyên nhân cộng hưởng của nó là đến từ cái sự căng thẳng. Thì như là em nói đó, depression is a result of a chronic anger.
rồi còn đâm ra nhiều khi người ta nhiều người giận quá đâm ra nghiện rượu nữa, rồi dùng những cái thuốc họ dùng những cái, đúng rồi chị, họ dùng những cái gì bên ngoài họ để họ tiết chế cái sự tức giận đó. Thì mình lại đưa ra cái sai, cái phản ứng phụ của nó là gì, là sự lệ thuộc, sự bị nghiền. Dạ, bị nghiền. Chưa kể là những người uống rượu hay những người dùng cần sa thì cái vấn đề họ bị trầm cảm á, nó lại tệ hơn, nó càng ngày nó lại sẽ càng tệ hơn. Thì ông bà chúng ta có các cái câu mà giận mất khôn mà lo thì mất ngon, nên đó rất đúng. Và Hương Thơ nghĩ rằng cái cơn tức giận mà nó nổi bùng như ngọn lửa, nó bốc hỏa quá cao, nó có thể đưa đến cái bạo loạn và cũng như bạo hành trong gia đình, rồi bạo hành trong trường học, như xách súng đó bắn giết người hàng loạt. Rồi đến gần đây là chúng ta thấy cái sự biểu tình, tại cái sự tức giận của họ, họ đâm ra họ bạo loạn, họ hôi của, rồi họ làm những cái điều không có một số hợp người lý người thôi. Dạ, một số người thì họ có sự tức giận nhưng mà họ tiết chế và họ làm những cái hành động nó có ý nghĩa, nó không hại người khác. Nhưng mà rồi cũng có những người lợi dụng cái đó. Lợi dụng cái đó, hoặc là họ giống họ như một đứa trẻ bốn tuổi mà nhảy lên cái xe mà lái xe chạy, cái angle của họ nó như vậy á, thành ra là nó tạo nên có nhiều những cái thương tổn nha. Vâng. Thì tôi thấy cái tức giận mà mình không kiềm chế nó sẽ ra cái sự nóng giận, rồi oán hận, rồi thù hận, phải không ạ? Nếu mình không biết cách mình đối phó với nó, không kiểm soát được nó. Và cái sự tức giận lâu ngày nó, cái vấn đề đây nữa là mình internalize, mình turn against mình nữa, mình đi ngược trở lại, mình là hận thù với chính bản thân của mình. Thì cái đó em nghĩ cái đó là nhiều khi nó là sâu sắc nhất đó chị. Sâu sắc hơn là với người khác nha. Khi mà mình không thích mình và mình ghét bỏ mình và mình hận chính mình á, thì cuộc đời của mình rồi, mình chỉ có mình sống cho đến khi mình chết, mà mình không sống được với cái người bạn đó mà mình hận cái người bạn đó, thì chị có thể mường tượng nó sẽ đau khổ như thế nào. Thì cái tốt là mình nên đừng có quá kiềm chế nó, mình cũng nên biểu lộ nó và tìm cách mình biểu lộ cho đúng cách. Thì có cái câu của Sigmund Freud nói là những cảm xúc mà bị đè nén nó giống như bị, nó không bao giờ chết, nó giống như bị chôn sống, rồi khi nó trở lại nó trở lại với những cái hình thù xấu xí hơn, xấu xí và nguy hiểm hơn. Thì bà nãy Xuân Đông có nói là nếu mình kiềm chế thì mình cái nguy cơ tử vong cao hơn 30% vì những cái bệnh khác nó đến từ cái vấn đề tức giận, và những người bệnh ung thư cũng tăng lên 70%. Sự chỉ biết tức giận, những cái psychophysiological disorder mà nó đến từ cái sự tức giận lâu ngày, mình có trong đó bao tử nè, trong đó có cả bệnh suyễn, có cả bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, một số các cái bệnh nó thực sự là cái sự căng thẳng và cái sự tức giận không giải tỏa lâu ngày. Và những điều gì mình đừng nên làm khi tức giận chắc chắn là đừng lái xe đâu. Hoặc là không lấy những quyết định lớn, không lấy những quyết định lớn khi mình tức giận. Đừng cãi lộn với nhau, đừng tranh luận ông chồng với mình đang giận thôi, đi ra chỗ khác, bảo là rồi nói là đừng có email hay texting lúc mà mình tức giận. Mình có thể nói những câu mà đau lòng, kiểm soát được ngôn ngữ của mình nha. Rồi cái huyết áp lúc đó mình cũng cao lắm, nên mình cũng đừng bỏ qua, mình phải coi chừng. Nhiều khi người ta bị xỉu, người ta tức quá, người ta bị pass out luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình, những giây phút cuối cùng thì nói lại những cái cách mình giải tỏa cái cơn giận. Thì em nói đầu tiên là mình tập để thở, thì là ai cũng thở bình thường mình mới sống được, nhưng mà khi mà mình để ý cái tiếng thở của mình, thở sâu phải không? Dạ, thở sâu. Hoặc là mình thở bình thường nhưng mà mình để ý cái tiếng thở, cái hơi thở của mình ra vào ở đầu mũi á, mình yên lặng, mình để ý tiếng thở ra vào đầu mũi. Xin làm thử đi. Dạ thì không, 3 lần không? Ít nhất là 3 lần không xin. Chị có thể ngồi tự nhiên để ý tiếng thở ra vào nơi đầu mũi. Gọi là thở với lòng chánh niệm á, mindfulness. Thở xong thử tỉnh thức cái hơi nó ra vào đầu mũi, mình chỉ để ý thôi. Chị chỉ để ý thôi thì nó đã kích thích cái hệ thống thư giãn rồi. Như này em với chị vừa mới thở cái tự nhiên mình thấy nó dịu xuống không? Thì cái đầu tiên là mình tập cái đó. Nhưng mà cái này mình phải tập mỗi ngày. Mình không giận ai hết, không tức ai hết, nhưng mình vẫn tập mỗi ngày từ sáng. Từ 1-2 phút thôi mình ngồi mình nghe cái tiếng thở của mình ra vào. Tại vì sao? Khi mình giận lên rồi mình chẳng có nhớ để thở đâu chị ơi. Không, bây giờ rồi mình chẳng nhớ gì hết trơn á. Là nếu như mình tập thành thói quen thì cái thở của mình tự nó đã làm cho mình dịu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cái cường độ giận mình, nó không có quá ngoài sức, quá đà nữa. Thì cái bảo trì nó quan trọng hơn là cái chữa cháy. Mỗi ngày phải tập thức dậy hay bất cứ lúc nào quý vị nhớ thì cứ hít thở ít nhất là 3 lần.
nó quân bình hoặc lại. Là trong vòng một phút mình cứ mình hít thở, mình để ý cái hơi thở ra vào đầu mũi của mình thôi. Có nhiều người nếu mình không để ý được thì mình để ý vô cái chân, cái tay của mình, cái cảm giác đó, và mình vẫn tiếp tục mình thở tự nhiên. Thì nếu mà mình tập nhiều khi chỉ vài phút, 1, 2, 3 phút thôi, mình tập thường xuyên thì đến khi mà có chuyện gì xảy ra mình bình tĩnh hơn nhiều. Là tại vì sao? Khi mình tập nó đã kích thích cái hệ thống thư giãn rồi. Và nếu mình mà có tĩnh tâm được á, thì chỉ biết là có nhiều người họ tĩnh tâm mà lâu năm á, thì cái phần điều hành não của họ đó, cái prefrontal cortex á, cái frontal lobe nó dày hơn cái người bình thường. Thiền á, thiền định á hả? Nó dày hơn người bình thường, tức là những cái gì mình làm ở trong cuộc sống của mình, như mình tập á, nó thay đổi não trạng của mình nha chị. Bởi vậy có cái câu nói là want to change your life, you change your brain. Thay đổi cái não trạng, cái óc của mình thì mình sẽ thay đổi cái con người và nhiều khi cuộc và sống của mình. Cũng như mình tĩnh tâm là tập thể dục não. Thực sự nó là vậy thôi, mình chạy là mình tập thể dục cơ thể đúng không? Nhưng mình tĩnh tâm là mình tập thể dục não, mình tai chi yoga là tập thể dục não nha. Thì những cái nãy con Xuân Đông có định đề cập tới là mình nên chạy bộ, đánh bao cát, rồi mình gào thét la khóc lóc cũng là một cách nó cũng dịu tốt bớt. Dạ nhưng mà dạ. Dù tất nhiên mình gào thét la thì đừng có để cho người khác nghe những cái đó, người ta sợ hãi thì tội nghiệp, nhất là con nít, là mình gào thét là nó sợ lắm. Nó thành ra là mình làm cái gì mà nó an toàn cho mọi người, có gì người ta không cần phải biết nha. Tôi biết bên Nhật Bản nó có một gọi là rich room đó, mình trả tiền vô đó mình đập phá đồ đạc. Nghe nói bên Mỹ cũng có, cái trả gì khoảng 500 từ 25 Mỹ kim đến 500 Mỹ kim để đập phá đồ đạc cho nó xả cơn giận của mình ra. Rồi còn ngoài ra còn có chương trình gọi là anger management, là quản lý cơn giận của mình, phải không? Yes, yes, nó có. Và có những cái group, nó có những cái support group cho anger management. Dạ. Dạ thì vô đó, cái quan trọng là những người họ có anger, họ ngồi như họ cảm thấy họ không có một mình đó chị. Rồi họ cũng chia sẻ và họ tìm hiểu cái anger của họ, vì thực sự anger là nó chỉ là cái dấu hiệu của những cái vết thương lòng ở trong cuộc đời của mình, thì họ có dịp họ chia sẻ ra. Rồi họ tập những cái cách chẳng hạn như tập thở nè, tập tĩnh tâm nè, rồi họ tập thiền, hay là họ cái cả đi tập thể dục, hoặc là họ tập viết ra những cái sự tức giận của mình, họ journaling, viết nhật ký. Yes, yes. Hoặc là họ tập làm quen với cái anger của mình, diễn đạt nó. Có nhiều người họ dùng nghệ thuật để họ diễn đạt cái anger của họ, cái màu sắc của anger họ, hay họ sáng tác những cái gì đó để thể hiện cái anger của mình và làm quen với nó, nhận diện nó. Đầu tiên là mình tập thở, rồi mình nhận diện nó, mình nhận diện và mình cho nó cái nhận diện những cái cảm xúc là đi đến cái đó. Cái thứ ba là mình investigate, mình tìm hiểu coi là nó từ đâu đến. Đây là những dấu hiệu của những cái vết thương lòng, chứ không phải là nó rất là cần thiết để mình tìm hiểu, và sau đó là mình tập săn sóc bản thân của mình với những cái vết thương lòng đó. Đó. Thì em nói một cách đơn giản thô thiển là nó đi những cái bước như vậy. Thì khi mà làm chương trình này, Hương Thơ cũng đọc nhiều những cái bài viết hay là xem những cái YouTube của các bậc tu sĩ. Yes. Thì Hương Thơ rất thích một cái câu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, là nói cứ án binh bất động. Yes. Khi mà giận lên là đừng làm gì cả, đừng nói gì cả, đi ra chỗ khác. Mình giống như một vị tướng ra quân mà thấy quân mệt mỏi quá, đừng cứ tiến quân mà đánh là chỉ có thua thôi. Nên án binh bất động. Chúng ta đã hết giờ. Cảm ơn Xuyến rất nhiều đã cho biết những cái phương cách mà nhiều khi rất dễ thực hiện. Xin Xuyến cũng vài lời chót trước khi chúng ta chia tay. Dạ, cảm ơn chị cho em nói về cái này cùng với chị. Và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, và hy vọng là những gì chị em chúng tôi chia sẻ nó có một cái hữu ích nào đó đối với quý vị. Vâng. Thưa quý vị, trong thời điểm có quá nhiều căng thẳng này thì ai trong chúng ta cũng mong muốn cuộc sống yên bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là không bao giờ chúng ta có lúc nổi giận. Và đó là một cái cảm xúc bình thường, như Xuyến Đông đã nói. Một cảm xúc bình thường của một con người, nó chỉ xấu khi chúng ta mất kiểm soát và làm những việc chúng ta không muốn làm, không nên làm. Trong khi tức giận thì Việt Nam có câu là cả giận thì mất khôn. Tức giận sẽ làm chúng ta mù quáng, nóng giận là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp chúng ta thấu hiểu và hoàn thiện bản thân hơn, hay nó cũng có thể làm tổn thương chính chúng ta và những người khác xung quanh chúng ta về thể chất, tinh thần và quan hệ xã hội. Hy vọng qua đề tài này, một lần nữa, Hương Thơ và tiến sĩ tâm lý trị liệu Xuyến Đông mong sẽ giúp quý vị phần nào tìm được phương cách giải tỏa, kiềm chế và
nó đối phó với cơn giận của mình để sống điềm tĩnh, an vui và hạnh phúc hơn trong thời điểm này. Chương trình Phụ nữ ngày nay xin kính chào quý vị.